Thưa quý vị, trong tuần qua, TCMoto đã chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam mẫu xe sedan Hyundai Accent phiên bản nâng cấp 2021 với nhiều thay đổi hấp dẫn cùng giá bán lẻ khuyến nghị từ 426 triệu đồng, đã bao gồm thuế VAT, giữ nguyên giá so với phiên bản hiện tại. Hyundai Accent nâng cấp sở hữu bộ lưới tản nhiệt hình thang ngược với cấu tạo từ khối hình học dạng mắt xích cá tính, cùng đèn chiếu sáng projector cũng ấn tượng và sắc nét. Phong cách thể thao của Accent 2021 còn thể hiện ở thiết kế khí động học. Phần đuôi xe vẫn được trang bị cụm đèn hậu LED 3D bắt mắt cùng bộ khuếch tán gió giúp tăng chất thể thao cho xe. Nội thất của Accent 2021 tiếp tục áp dụng triết lý HMI thế hệ mới, như người anh em Elantra hay Tucson khi hướng tới người lái với bảng điều khiển trực quan dễ sử dụng, kết hợp với không gian rộng rãi cùng chất liệu chế tạo và trang bị công nghệ cao cấp. Cũng như những mẫu xe khác của Hyundai tại Việt Nam, Accent phiên bản nâng cấp được trang bị hệ thống giải trí hỗ trợ với 6 loa cùng kết nối Apple CarPlay Android Auto thời thượng, màn hình giải trí 8 inch tích hợp camera lùi. Đặc biệt, Accent 2021 vẫn sở hữu hệ thống dẫn đường của Hyundai phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Bên cạnh khả năng định vị, bản đồ trên xe còn cung cấp các thông tin tiện ích khác như điểm dịch vụ 3S các công trình công cộng như trạm xăng, điểm dịch vụ. Xe được trang bị tính năng khởi động từ xa thông minh. Bên cạnh các tiện nghi khác trên Accent nâng cấp còn có điều hòa tự động, cửa sổ trời, cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau, ngăn chứa đồ tích hợp làm mát, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, gương chiếu hậu chống chói, cốp sau điều khiển điện thông minh. Hyundai Accent phiên bản nâng cấp 2021 vẫn được trang bị động cơ cấp 3 1.4 lít MTI nâng cao công suất mà vẫn đảm bảo độ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho xe. Xe có hai lựa chọn hộp số tự động 6 cấp và số sàn 6 cấp. Accent còn được trang bị hàng loạt những công nghệ và tính năng an toàn hữu ích cho người sử dụng, được phân phối thông qua hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên cả nước với 4 phiên bản khác nhau và 6 lựa chọn màu sắc với giá từ 426,1 triệu đồng đã bao gồm thuế VAT. Đây là mức giá được giữ nguyên so với phiên bản hiện tại. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước.